Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bạn Bộ Việt Minh của mình. Hôm nay chúng ta có một cái nhiệm vụ rất là cao cả nha bạn, đó là chúng ta phải giành được cái chức tù trưởng của cái bộ tộc Banuk. Thì để giành được cái chức tù trưởng này thì chúng ta phải đánh thắng cái ông Aratak, hiện ông đang là trưởng của cái bộ tộc này. Đó, nhưng mà hiện tại thì để mà được thách đấu với cái ông này thì mình phải đi làm nhiệm vụ trước cái đã. Hiện tại là game nó sẽ cho mình 4 cái nhiệm vụ để có thể đi làm. Một trong chúng ta phải hoàn thành 2 trong 4 nhiệm vụ này thì chúng ta mới có thể thách đấu được với ổng. Đây nè các bạn, chúng ta có 4 nhiệm vụ ở đây, đó là đánh một cái trại cướp nè, hoàn thành một cái thử thách hình tin, sửa con Thonek và nói chuyện với lại Sekuli. Mình sẽ chọn 2 cái nhiệm vụ là đi đánh cái danh trại của tụi cướp và sửa con Thonek nha các bạn. Hai cái nhiệm vụ kia thì mình nghĩ nó không hấp dẫn lắm cho nên là mình sẽ không có làm. Ok, nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ đi sửa con Thonek nha các bạn. Để mình acti cái nhiệm vụ sửa con Thonek lên cái đó. Đây, con Thonek này trong tập trước mình đã mở được cái nhiệm vụ này rồi, nhưng mà mình chưa có làm đó các bạn. Đây là cái con mà khu câu cổ, mà nếu mình hack vào cái não của nó thì nó sẽ unlock cho chúng ta hết những cái vùng đất ở bên này. Đây, trong tập trước mình định đi làm rồi nhưng mà nó đang thiếu những cái phần, nó sẽ thiếu 3 phần nha các bạn. Bây giờ mình phải đi phục hồi lại 3 cái phần này của nó, mình mới làm sống lại nó để mình hack được. Ok, cái phần đầu tiên của nó sẽ nằm ở gần cái con xác của con Thonek thôi nha các bạn. Nó sẽ nằm ở trên này. Mình sẽ đi lên trên đây. Oh. Nãy vô. Chúng ta có bạn nha các bạn ơi, có mấy con liên ngóc nó đang ở chỗ này. Ok, xử 3 con luôn. Phóng lửa nè các bạn, con này nó sợ lửa nên cứ phóng lửa đó thôi. Ok, chói nó lại. Rồi, nổ nào. Ok, 3 con luôn nha các bạn, khá là nguy hiểm cho mình. Chiến lược của mình là mình sẽ trói từng con lại rồi mình bắn đạn lửa nó. Cái quả cầu lửa này nó hơi khó khi mà mình dùng với lại những cái con này nha các bạn, tại vì nó bay rất là khó xử. Ok, cái con đó đi. Ra những con này mình nghĩ là mình sẽ lấy cái cây tên lửa ra, cái cung lửa ra mình bắn nó đi, nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Rồi. Oh. Em. Trời ơi. Ok, có rất là nhiều đồ, mình thông thảm loot đồ quá lại. Những cái con này nó không có nguy hiểm lắm các bạn, cứ từ từ thôi. Cái tầm của mình bây giờ là phải gặp những con như Thunder Jaw với lại con gấu trong tập trước á thì mình mới sợ thôi. Ok, mình đã lấy được cái mảnh đầu tiên rồi nha các bạn. Một con Scorcher nha các bạn ơi. Mảnh tiếp theo nó sẽ nằm ở dưới cái vị trí dưới này. Wow, nguy hiểm rồi. Con này ok, cố gắng trói nó lại nha các bạn.
mình không nhớ con này nó yếu sao vậy? À nó yếu sao vậy băng. Ủa? Bây giờ kinh dị, chưa gì nó bay lên tấn tới. Oh. Wow, nó quăng mai, nó quăng mìn ra nữa. Oh, rất là khó trói con này nha các bạn. À, rồi. Mình đóng băng cái đi, đóng băng cái đi. Trói được nó rồi, trói được nó rồi. À, cố gắng bắn rớt cái nòng súng ở trên dài nữa nè. Ok. Ok, mình bắn miss hoài ta. Trời ơi, dở quá luôn. Cái phong cách chiến đấu của những cái con quái ở bên cái vùng đất này là sấm tới trước nha các bạn. Giống như là cái con gấu nó đập trước. Rất là nguy hiểm luôn. Rồi. Ok, cái vị trí thứ hai thì mình nghĩ nó sẽ nằm ở gần cái chỗ này. Rồi, mình đi vô đây là mình lấy được thôi. Game nó bắt buộc mình phải giết cái con đó mình mới vô đây được nha các bạn. Hồi nãy cái con đó nó từ trong này nó chui ra nè. Ghê thật. Vẫn còn. Con này. À, con này là con Rapper thôi. Con này thì mình dùng tên lửa với nó là được rồi. Tất cả những con quái ở bên cái vùng đất mở rộng này nó đều được búp cái demonic lên nha các bạn. Cho nên là nó mạnh hơn những con quái ở bên cái vùng cũ rất là nhiều. Ok, chúng ta đi vào đây để lấy cái miếng của cái con Thornet thôi. À, game nó rất là fair play với mình nha các bạn. À, blue claim luôn. Ok, cái shock cap thì hiện tại là mình đầy rồi. Ok, mình còn một cái vị trí trên bản đồ bên kia thôi các bạn. Chúng ta sẽ chạy qua bên kia để lấy. Tức là chúng ta đã gặp hai con quái mới ở bên cái vùng đất này rồi, là con Scorcher với lại con gấu băng ở trong tập trước nha các bạn. Cả hai con đều rất là kinh khủng. Ở trên này các bạn, chúng ta có mấy con Scrapper nó đang canh ở trên này. Ê! Dùng lộn tên rồi. Con này nó rất là nhanh các bạn. Để xem nào. Thì cố gắng mình dùng bẫy đi. À, con này nó kháng xét hả ta? Con. Ồ, tấn công rất là rác luôn rồi. Ok,
Ok, mình đã có 3 miếng của con Thonet rồi nha các bạn. Bây giờ mình quay lại chỗ con Thonet thôi. Mình nghĩ là mình không cần phải đánh tiếp mấy con Scrapper nữa đâu. Chúng ta đã kiếm đủ 3 miếng cho nhiệm vụ rồi. À, leo lên chỗ này, leo lên chỗ này. Đây là cái con máy, con machine duy nhất mà nó không có tấn công mình nha các bạn. Ok, gắn một miếng vô đây nè. Mình chưa biết được là mình có thể giết con này hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nó không có tấn công mình. Nó không giống như những cái con machine khác. Những cái con khác khi mà nó gặp mình là nó sẽ chủ động nó tấn công mình. Ok, chúng ta còn một miếng nữa, nó sẽ nằm ở bên ngay chỗ này các bạn. Ok, mình phải activate nó lên nha các bạn, mình phải mở nó lên. Đây. Cái gậy thần kỳ của chúng ta. Yeah. Oh. Right, it's never easy. Nó sống lại rồi nha các bạn, nhưng mà hiện tại là mình chưa có hack được nó. Mình chỉ mới làm cho nó sống lại thôi. Ok, ngay chỗ này, ngay chỗ này, ngay chỗ này là cái vị trí mình có thể nhảy lên được nè. Nhanh lên Aloy ơi. Mình nghĩ nếu mình chạy nhanh thì mình có thể được. À rồi, Aloy chậm quá rồi. Ngay chỗ này nó có tuyết các bạn, không có nhảy nhanh lên được. À, mình nghĩ là cái con này nó sẽ đi vòng vòng các bạn. Sẽ đi vòng vòng cái chỗ này. Ok, mình đứng đây mình đợi nha các bạn. Xíu nữa nó đi ngang cái chỗ này mình sẽ nhảy lên lại. Rồi, con Thonet nó đi lại gần đây lại rồi nha các bạn. Ô, đứng chờ nó đúng lâu luôn. À, chúng ta sẽ nhảy lên ngay cái vị trí này, hy vọng là mình nhảy thành công. Đây đây đây. Rồi rồi rồi, ok. Ta leo tiếp lên ngay chỗ này nè. Mình phải nhảy lên trên cái vị trí trên đầu của nó lúc nãy thì mình mới hack được. Ok. Ngoan nào. Đây là một cái con, nó giống như cái công dụng của nó giống như là anten nè các bạn. Nó sẽ phát tín hiệu cho những cái hệ thống của Gaia ngày xưa. Tại là mình hack nó. Nó sẽ mở cái bản đồ cái vùng này lên cho mình. Ok, bây giờ là chúng ta đã mở được cái bản đồ của cái vùng này rồi. Ok, xuống thôi nha các bạn. Nếu mà mình hack được một con Thonet thì mình sẽ được rất là nhiều điểm kinh nghiệm, cũng như là được thêm một cái điểm skill đi học. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là cái nhiệm vụ đi dẹp cái trại cướp nha các bạn. Mình sẽ chọn cái nhiệm vụ này, cái trại cướp nó nằm ở ngay chỗ này. Wow, mình sẽ phải chạy hơi xa đây. Ok các bạn, hiện tại là mình đã chạy đến được gần cái chỗ cái trang trại của cái doanh trại của tụi cướp rồi. Hiện tại cái doanh trại này nó cách mình 200 mấy bước chân nữa thôi. Ok, mình sẽ vô mình chiếm lại cái doanh trại này nha các bạn. Không biết là wow, có vẻ như cái vị trí doanh trại này rất là đông lính đây. Lâu lắm rồi mình chưa có đi chiếm cái doanh trại cướp lại. Oh,
Ồ, hiện tại là mình hết cái dây để có thể chế mũi tên rồi các bạn. Chúng ta có một thằng lính nó canh ở trên này. Ồ, tối quá ta, mình không thấy được nó các bạn. À, đâu ta đâu ta. Rồi. Một em. Ồ, khá là đông nha bạn. Đây là một cái doanh trại khá lớn. Lớn hơn hẳn so với những cái doanh trại cướp mà mình từng gặp ở dưới cái vùng đất chính của mình luôn. Nhiệm vụ của mình là sẽ phải giết cái thằng tướng cướp ở ngay chỗ này. Ồ, tuyết rơi khá là dày đặc các bạn. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy như có một thằng nó chú ý mình rồi, một thằng nó chú ý mình rồi. Nó sẽ chạy ra đây, nó nhìn xác của thằng này. Nó thấy xác của thằng này các bạn. Ồ, không headshot được. Ồ, thằng này rất khỏe các bạn ơi, mình phải dùng cái tên này thôi. Rồi. Úi trời ơi, thằng này mình xấu sàng quá vậy. Những cái thằng này rất là khó canh nữa các bạn. Tuyết rơi nó giảm cái tầm nhìn của mình xuống. Ow. Ok, nó ra đồng quá các bạn ơi. À, có vẻ như là tên lửa của mình là sẽ hữu dụng rồi, để đốt nó. Rồi. Ở đâu nó bắn mình rác vậy ta? Rất là đông luôn các bạn. Lúc nãy đáng lẽ là mình phải lén lút để mình tấn công nó. Nó ra đông quá. Ồ, nãy mình điểm có 8 người mà bây giờ nó ra cả 20 thằng luôn. Ok, hết biết bao nhiêu máu của mình luôn rồi. Thêm nữa là tuyết rơi rất là dày các bạn, mình không có canh chuẩn xác để bắn được. Ồ,
Ok, mình ráng mình kiếm máu nha bạn ơi, hiện tại là mình hết máu rồi. Mình vẫn chưa giết được cái thằng tướng cướp ở đây nha bạn. Nãy giờ là chỉ là cái đám lính tép riêu thôi. Đông thật luôn. Ok, tranh thủ loot đồ thôi bạn. Những cái món này, thực ra thì cái game này khi mà các bạn chơi lúc mà đầu game ấy, thì chúng ta sẽ rất là cần những cái nguyên liệu này kia. Nhưng mà khi mà bắt đầu ở tầm mà giữa game trở về cuối game á thì nguyên liệu nó sẽ rất là nhiều. Và nó sẽ rất là dễ mau chóng đầy rương của mình nha bạn. À, mình không thấy thằng leader ở đâu hết. Wow. Nó bắt sống một cái cỗ máy ngay chỗ này các bạn. Có vẻ như là một con Stormbird thì phải. Strung up machine parts. An alarm signal. À, vẫn còn nha các bạn ơi. Rất là đông ở ngay chỗ này. Ở đây có một cái campfire nha các bạn. Nó chỉ mở ra khi mà chúng ta tiêu diệt được hết cái đám lính ngay chỗ này thôi. Cái đám cướp ngay chỗ này chứ. Wow, cái doanh trại cướp này đúng sâu luôn. Trên này có một người nữa các bạn. À, đi lên đây. Tạm biệt. Đứng canh như vậy mà không thấy mình, thật là vô dụng. Ok. À, 1, 2, 3, 4. Mình nghĩ là sẽ có một, sẽ có cái thằng tướng ở trong 4 thằng này. Một trong 4 thằng này sẽ là thằng tướng của cái doanh trại này nha các bạn. Dạ, có một bạn đã thấy mình. Nhanh, không hết sót của nó. Ok, bị phát hiện rồi các bạn. Vẫn chưa giết được thằng tướng cướp nào ta. Ở thằng nào là thằng tướng trời. Wow, một cái doanh trại rất là sâu nha các bạn ơi, chúng ta đi vô hầm nữa. Smells peaceful. I hate peace. A lot of people die. À, thằng này nó có đồ chơi nha các bạn, nó cầm cái gì kìa. Not me. I got a feeling. Search the camp. Get out there, turn over every rock. See what comes crawling out. À, khá là đông quá.
Chúng ta có 4 thằng nha các bạn. 3 thằng lính và 1 thằng leader. Nó đổi cái gì vậy ta? Nó có giáp nha các bạn. Mình sẽ cố gắng mình ok, mình sẽ không có Silent Strike nữa được. Có một cái skill có thể Silent Strike Leader các bạn, nhưng mà hiện tại là mình chưa có học được. Đây nè các bạn. Thiếu điểm khá là nhiều. Ok, không Silent Strike được thì mình tấn công trực diện thôi. Mình ưu tiên những cái skill để tấn công mấy con máy móc nhiều hơn, nên là mình không có học những cái nhánh skill để tấn công người này. Một em, hai em, mình có thể bắn mấy cái thùng xanh này để cho nó nổ nha các bạn. Hình như là còn một thằng ở ngay chỗ này nữa. Cái thằng này nó bắn tên rác. Thực ra cái giáp của mình không có kháng tên từ xa được, mình không có cái điểm kháng tên, cho nên là mình bị mất máu rất là nhiều. Anh bạn này ra tay rồi nha các bạn. Ôi da, nguy hiểm. Mình ăn kháng lửa đi. Cái bình kháng lửa của mình đâu rồi? Đây. Ok. Đây là cái cây súng phun lửa. Mình sẽ dùng... Ok, nếu mà mình dùng đạn lửa mình bắn nó thì nó có gây nổ không ta? Đẹp nha các bạn. Ây da, trời ơi, chết, mình dướng trong này rồi. Tự nhiên nó chui vô cái liều. Không được rồi các bạn, thằng này cái giáp phía trước của nó kháng lửa. Nhìn vẫn là lửa ta. Ôi chà. Mình đứng xa đi các bạn, đứng gần nó phun lửa ghê quá. Rồi, nó trúng cái bẫy xét của mình rồi, Ôi thằng này ghê thật. Nó mạnh hơn hẳn cái thằng mình từng đối đầu ở thằng Helix nha các bạn. Ok, đóng băng nó đi. Mình dùng cái tên này được với nó không ta?
À, nếu mình dùng cái tên này mình bắn nó sẽ té nha các bạn. Ok, mình phá giáp của nó. Rồi. Bây giờ chạy. Rồi, xem chết luôn. Ok, bình tĩnh nào mày nói ơi. Cố gắng mình hồi máu lại cái đã. More where that came. Không dùng tên lửa với nó đó nha các bạn. Mình dùng tên bình thường thôi. Nãy giờ nếu mình dùng cái tên này là mình nghĩ mình bắn được nó cũng khá nhiều rồi nè. Vài phát nữa là được rồi. Một phát nữa thôi, không cần vài phát, ok. Như vậy là chúng ta đã unlock được cái doanh trại của tụi cướp nha các bạn. Sau khi chúng ta diệt được tụi cướp thì chúng ta có thể tele đến cái doanh trại này. Đây các bạn, có một cái đốm lửa lúc nãy ngay chỗ này nè. Bây giờ mình chạy xuống cái đốm lửa là mình có thể tele được. Mình sẽ mua thêm máu nha các bạn. Ồ, mình lấy được cái cây súng lửa của cái thằng lúc nãy luôn nha các bạn. Wow, ngon. Đây các bạn, cái cây súng lửa của thằng lúc nãy nè. Ồ, quá ngon luôn. Ok các bạn, hiện tại thì mình đã xong hai cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ là mình có thể thách đấu với cái ông Aratak, ông trưởng làng rồi nha, ông trưởng cái bộ tộc rồi nha các bạn. Mình sẽ quay trở về cái ngôi làng ở ngay chỗ này để thể gặp ông Maratak và thách đấu với ông. Ok, ông đâu rồi ta? Đây, ông đang ngồi ngay chỗ này đây các bạn. My people have been telling tales of your accomplishments. Seems you have taken a special interest in our stretch of snow out around here. Yes. And apparently, this is the only way I'll get to see all of it. Is this a challenge? The Werak. You? Cái hành động cắm cây thương xuống trước mặt ông Aratak này là cái hành động thách đấu nha các bạn. Bà Aurea bà cũng về đây rồi. Chúng ta có bà Aurea hậu thuẫn để thách đấu với ông này. The Outlander's your pawn. And with you backing her claim, I have no choice but to accept. I expected better of you, sister. Oh. It was you who forbid me from Thunder's Drum, brother. Đây, ông Aratak và bà Aurea là anh em nha các bạn. This is a little more. Vậy như bà này là em gái của ông này. No, it's simple. You will meet me at the Frost Figures, and I'll put a quick end to this mockery. I suppose I owe you an explanation. Yeah. I suppose you do. So why didn't you tell me that you and Aratak are siblings? I thought I wouldn't have to. I'm surprised Aratak brought it up in front of a stranger. He must be very angry. Not always.
one's the best judge of people. I prefer the company of spirits. They're simply my own. I didn't want you to think of our pilgrimage as some sort of family squabble. It's much more important than that. Mình sẽ hỏi thêm thông tin về hai anh em của cái bà Aura này nha các bạn. Bold, I'll give you that. Going after your own brother. He gave me no choice. He thinks I'm a child to be shoved to the back of the hunt. He would forbid me from my destiny. And yet, part of me did it knowing he would forgive me, eventually. He always does. Ok các bạn, có vẻ như là ông Aratak này ông muốn bảo vệ người em gái của mình là bà Aria này, cho nên là ông không có cho bà Aria này đi đến cái khu vực cái ngọn núi lửa Thunderdrum nha các bạn. Ông sợ nguy hiểm cho bà này, có vẻ như là như vậy, cho nên là ông đã ra lệnh cấm không cho mọi người đến bén mảng đến gần cái ngọn núi lửa này. Nhưng mà thực sự thì cái bà Aria này bà muốn rất là muốn giúp đỡ cho Spirit. Bà tin tưởng là Spirit là một linh hồn và giống như là một vị thần các bạn, và bà muốn giúp đỡ cho cái con AI Spirit này. It will be simpler to explain from the base of the hills. Araya, it's not about who's related to who. I want to know what's inside Thunderstrom. The spirit, the daemon, and how it all connects to the machines. But if we're gonna go through with this, I need you to be straight with me. I underestimated you. And Aratak. I won't make that mistake again. See you at the Frost Figures then. Aloy yêu cầu là bà này bà phải tin tưởng Aloy nha các bạn. Tại vì Aloy của chúng ta vẫn rất là muốn để có thể tìm hiểu được cái sự mối liên hệ giữa cái con AI Spirit và cái con AI Daemon nó như thế nào. Và Aloy sẽ giúp đỡ bà với điều kiện là phải tin tưởng Aloy và không có giấu giếm Aloy. Ok, cái địa điểm thách đấu nó sẽ nằm ở trên này nha các bạn. Chúng ta còn cách khoảng 120 mấy bước nữa thôi. Mình sẽ mát cái bản đồ ngay chỗ này đi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải đấu với là những cái con machine khác, sẽ cố gắng thu thập thêm máu nha các bạn. Tập này sẽ là một tập khá là dài nha các bạn. Cái thời gian mình nghĩ là thách thức cái ông này cũng phải rất khá là lâu nữa, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa. Mình sợ là các bạn xem dài quá các bạn sẽ buồn ngủ. Nhưng mà một số bạn thì lại rất là thích xem một clip dài các bạn, nên là mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem hết cái cuộc thách đấu ngay trong cái clip này luôn. Ok, chúng ta sẽ nói chuyện với bà Aura nha các bạn. Outlander. I have prevailed over such challenges before, and fear none. But this one is foolish. You are not Banuk. You do not understand my responsibilities. Ok bạn, đây là lần đầu tiên mà có một người không phải trong bộ tộc thách đấu với là ông Aratak nha các bạn. Nhưng mà do là em gái của ổng là rất là muốn cái chuyện này, cho nên là ổng sẽ thách đấu với chúng ta. You haven't seen what's up there, Outlander. I will not risk my sister. Ông không muốn em gái của ông là bà Aria đến cái ngọn núi lửa Thinh Địch Trung các bạn, để bảo vệ cho tính mạng của bà này. Có vẻ như ông đã thấy cái chuyện này rất là kinh khủng với cái ngọn núi đó. Let us begin. Nhưng mà cái bà Aria này thì bà nghe theo cái tiếng gọi của con AI Spirit các bạn. That is the way of the Banuk. Thực sự là chúng ta vẫn chưa biết được hai cái con AI này, con Spirit và con Daemon nó như thế nào các bạn. Hiện tại chúng ta chỉ biết là con AI Daemon nó đang cố gắng chiếm cái quyền của con AI Spirit để có thể sử dụng những cái hệ thống của con AI tên là Spirit. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được là con nào tốt, con nào xấu. Calling out machines for you to slay. Your hunt will take you around the ridge to the center, where you must descend to the valley for your final kill. Each time after your prey has fallen, you must launch a beacon such as this so that all our kin will see your progress.
Kill machines, launch balloons. Got it. So, the first of us to launch the third balloon wins? Well, yes. But as Challenger, your path to victory is harder. If even one of your beacons comes in after Eratox, he prevails. You had your chance, Outlander. So did you. The hunt begins on my mark. Ok, nhiệm vụ của chúng ta là phải chạy về đích. Cao vậy. Trên đường về đích chắc chắn là sẽ không yên ổn nha các bạn. Sẽ có cái con machine nó hiện lên. Mình nghĩ là chúng ta chỉ cần chạy về đích trong khoảng thời gian 6 phút. Ok, up we go. Đâu nữa ta? Đây bạn, có một cái nhánh cây ở bên này. Mình phải để ý những cái điểm màu vàng để đu lên nha các bạn, nếu không mình sẽ rất là dễ bị lạc. Looks like the right way. À, các bạn để ý là bên cái vùng đất của cái người Banuk này họ có những cái bản vẽ trên bản vẽ trên trên những cái vách đá rất là nhiều. Ok, có người canh ở đây. Nhiệm vụ của mình bắt đầu có khó khăn rồi nha các bạn. Chúng ta có những con quái ngay chỗ này. Bây giờ mình dùng đạn gì ta? Ok, đi tiếp nha các bạn, chúng ta sẽ không có thời gian để nhận đồ nhiều, mình sẽ hạn chế nhận đồ thôi. Mình sợ là không có thêm nguyên liệu để chế đồ nữa. À, con này đứng gần mình quá. À, bây giờ mình đi đâu nữa ta?
Ôi, lạc đường rồi, lạc đường rồi. Come on, climb up here. All right, here we go. Now climb the ridge and launch your balloon. Oh, ghê vậy. Wow, cái này giống rất là giống cái chỗ mà sống lưng khủng long ở Tà Xùa đó bạn. Ở đây. Hartok knows what he's doing. No time to waste. Take the rappel point to the next challenge. Ok bạn, mỗi lần mà xong một cái thử thách thì mình sẽ phải kéo cái bong bóng nó lên. Two bellowbacks ahead, challenger. Kill them both. None of the other machines matter. Ồ, đây giống như cuộc thi vượt lên chính mình vậy các bạn. Rồi, nhảy xuống thôi. Những cái viên bi này nó nổ rất là mạnh nha các bạn, mình vừa phát hiện được. Mình lấy cái vũ khí này rất là lâu rồi nhưng mà mình chưa có sử dụng nó bao giờ. Ok, chúng ta có thêm nguyên quái ở trong này rồi, sót còn Watcher trước đi. Chúng ta có một con Sawtooth và hai con Breeze Bellowback. Hai con này rất là mệt các bạn, khá là mệt mỏi cho mình đây. Đi xuống hay không? Là mình không có hack con Sawtooth được nha các bạn, do mình chưa có nâng cấp cái cây thương của mình. Nếu mà bạn nào nâng cấp con Sawtooth được rồi, các bạn có thể hack con Sawtooth ngay chỗ này. Còn được ta, có thể override được. Ok, nếu mình override con Sawtooth thì nó có thể hạ hai cái con kia phụ mình. Đó, đơn giản. Lúc nãy mình bắn trúng con Sawtooth các bạn ơi, nó bắn mình luôn, nó đánh mình luôn. Ổ quá ổ. Ok, cái đạn nổ này mạnh lắm luôn ta. Bắn hoài phát. Chỉ còn hai con Bellowback thôi nha các bạn. Hai con này nó tấn công cũng khá là rác đây. Phải cẩn thận với nó. Ok, phòng em. Con này hình như nó kháng băng rất là cao rồi. Ê. Nguy hiểm, xém xíu là chết với nó rồi.
cái điểm yếu của nó sẽ là ở dưới cái bụng của nó, cái trên lưng của nó và ngay chỗ cái cổ của nó nha bạn. Nếu mình bắn vào ngay cái chỗ này nó vỡ ra thì nó sẽ gây đóng băng cái con này. Nhưng thật ra cái con này nó kháng băng rất là tốt. Nếu mà mình không phá được hai cái này thì mình sẽ không có làm cho đóng băng nó được. Ok. Nhanh thôi. Over here, Challenger. Raise your marker. Ở đây các bạn. Ồ, những cái thằng này nó, những cái thằng ngay chỗ này nó ủng hộ cho mình ghê luôn các bạn. Kêu mình lại đây để rung cái này lên nữa. Không có ủng hộ cho tù trưởng của nó mà nó ủng hộ cho mình. Now take the zip line and work your way down to the valley. Ok. Chúng ta sẽ đi đến cái thử thách cuối cùng nha các bạn. Tranh thủ chế thêm tên cái nè. Cái gì vậy? Storm's kicking up. Rồi. Can't see much. Nhanh anh Lôi ơi. Chức nữ tù trưởng đang đến gần. Almost down. All right, the last challenge. À, lấy thêm máu nè. Mình nghĩ là chúng ta sẽ sắp gặp một cái con quái rất là mạnh nha các bạn. Xuống luôn. Chúng ta còn 4 phút nữa thôi. Đây là vòng cuối cùng rồi. Something's wrong. My kin should be here. Driving in our final quarry. Có vẻ như có chuyện gì rồi các bạn. Right behind us. Oh my god. Chúng ta gặp thêm một con gấu nữa nha các bạn. Cái gì vậy? Hai con luôn. Ôi, không phải hai con là ba con luôn nha các bạn. Chà. Ok, sẽ khá là mệt mỏi cho mình đây. Mình thử dùng cái chiến thuật trói nó lại nha các bạn. Trong tập trước mình không có thử trói được tại vì mình nghĩ nó sẽ không có bị trói được. Vẫn được nha các bạn. Trói được. Ok. Hiểu quá. Mình có thể trói nó được nhưng mà nó sẽ thoát ra rất là nhanh thôi. Ok, mình đi xuống chỗ này đi. Ở dưới này chúng ta sẽ có nhiều cái cầm để đối đầu với nó hơn. Vì sao các bạn biết cái con này mình trói nó không được không? Nó sẽ dùng cái tay nó gỡ dây ra. Rồi, mình phải cố gắng mình bắn vào cái phần dai của nó nha các bạn. Cái phần dai của nó sẽ... Nếu mình bắn bể cái phần dai của nó thì nó sẽ bị đóng băng. Ây da. Trời. Oh yeah, miss rồi. Ôi mệt mỏi với ba con này luôn. Ok. Trói con này lại đi rồi. Rồi, bắt luôn rồi. À, hay là mình đặt bẫy xét đã.
7 xét không có tác dụng với con này các bạn. Trời ơi, nó ép góc mình, Rồi, cái giáp của mình chưa kịp hồi siêu là nó nhào lại nó tấn công mình rồi. Gì đó để hạ mấy cái con này chứ ta. Trời ơi, ông nội ai đã tắt kia đâu rồi, không có đánh phụ mình nữa bạn, chỉ có mình à. Rồi. Một em. Chưa xong với nó đâu nha các bạn. Vẫn là cố gắng bắn lên cái vai của nó nha các bạn. Cái vai của nó là cái điểm yếu của nó. Khi mình bắn bể cái vai của nó thì nó sẽ bị đóng băng. Trời ơi, kinh dị thật. Khi nó đóng băng rồi thì mình cứ xả tên thôi. Ok, hình như là mình sắp hạ được cái con này rồi. Chết đi mày. Ôi hùng. Trời ơi. Rồi, nó đóng băng thì mình sẽ xả vô bụng của nó. Yeah. Không có yên ổn mà xả đâu nha các bạn, chúng ta vẫn còn hai con nữa. Ui. Cố gắng hạ thêm một con nữa là ổn rồi. Ồ, hết tên luôn, rất là khó canh và nó di chuyển liên tục luôn. Cái này game này nếu các bạn chơi game bằng chuột thì nó sẽ dễ hơn là bằng tay cầm giống như mình. Ok, xíu nữa là con này nó sẽ chết rồi. Trời. Ok, chúng ta chỉ còn một con nữa thôi. Ngay vai luôn à. Ngay đầu. Một phát nữa. Cho nó một gậy nha các bạn, cho nó một gậy là nó chết rồi. Một phát nữa, một phát. Yeah. Oh. Các bạn lưu ý là mình đang chơi ở cái độ khó normal nha các bạn. Game này nó có cái độ khó là Ultra Hard luôn. Mình không dám chơi cái độ khó Ultra Hard đó. Mới độ khó normal là bình thường thôi mà game đã khó như vậy rồi. Ok, có vẻ như là chúng ta vừa cứu sống mạng của ông Aratak này nha các bạn. She defeated the machines. Not I. It is proven. She is the better hunter. We are Banuk. Survive, prevail. What else matters? My blood is in your teeth. Take my place behind you on the hunt. Oh, như vậy là ông sẽ nhường chức tù trưởng cho mình.
trưởng tộc cho mình sau khi mà mình đã cứu rỗng và giết ba con gấu này. It's not my place, but I would ask a boon to accompany you and my sister. It might be permitted, but only if you do as I say. No. Only if you do as I say. Ok. Như vậy là ông Aratak này ổng muốn đi theo Aloy và bà Aurea này đi vô cái núi lửa nha các bạn. Mình nghĩ là ổng muốn bảo vệ cho em gái của ổng. Meet us there when you're ready. Chieftain. Ok. Mình đi loot đồ của ba con gấu thôi các bạn. Nãy giờ là ba con nó hành mình quá. Đi loot đồ của nó thôi. Không có đồ ngon các bạn ơi, chỉ có đồ mình đồ xanh thôi, chán thật. Con gấu trong lần trước nó cho mình đồ tím luôn. Ba con này nó chỉ cho đồ xanh thôi. Ok các bạn, tập này mình sẽ ngừng ở đây nha các bạn. Hôm nay như vậy là chúng ta đã Aloy của chúng ta đã trở thành nữ tộc trưởng của bộ tộc Banuk. Trong tập sau thì sau khi trở thành nữ tộc trưởng thì Aloy sẽ mở đường để đi vào cái ngọn núi lửa nha các bạn. Ok, để mình xem Firebreak. Một cái nhiệm vụ mình nghĩ là sẽ rất khó các bạn. Nó recommend là nhiệm vụ nên ở level 50 luôn. Hiện tại là mình chỉ mới ở level 44 thôi các bạn. Mình thiếu 6 level nữa mình nghĩ. Rõ ràng là đây một cái vùng đất những con quái thú rất là mạnh các bạn. Mình sẽ cố gắng để lên được level 50 hoặc là gần level 50, khoảng 48, để mình có thể đi vào cái nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ để coi trên bản đồ. Ô, nó không có map cho mình ta. Go to Long Knot. Ngay chỗ này nha các bạn. Nó sẽ nằm ở cái vị trí bản đồ bên này. Nghĩa là cái núi lửa nó sẽ nằm ở bên khu vực này nè. Hiện tại là mình vẫn chưa có unlock được cái khu vực núi lửa này các bạn. Nó vẫn còn mờ mờ ảo ảo ngay chỗ này nè. Chúng ta sẽ đi vào cái khu vực ngay chỗ này. Rồi, nếu các bạn thích cái tựa game Horizon Zero Dawn này thì nhớ giúp mình like, share cái video này cũng như là đăng ký theo dõi kênh Bamboo Gaming của mình để đón xem tập tiếp theo của bản mở rộng The Frozen Wild nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.